Và ngày hôm nay là hai Trung này là giới thiệu cho chúng tôi là ăn cái món cứt. Đấy, món cứt dê. Cứt trần thế. Cứt trần thế. Cứt mộc. Cứt mộc. Sành lét. Thế anh cho ta cả lò khán giả của kênh Vlog Chim Mê Khắm biết là cái cảm giác của anh sắp được ăn cứt nó như thế nào? Nói chung là món này thì ăn nhiều rồi. Ăn nhiều rồi. Em ăn nhiều rồi. Em thấy cứt ngon. Cứt ngon. Đấy, anh thử cho khán giả biết là chuẩn bị ăn cứt thì nó như nào. Em để ăn cứt ra. Để ăn cứt à? Thế nhưng mà thấy mọi người bảo cứt trần thế thì ngon. Ngon không ăn. Ngon không ăn à? Đấy nhá, thế thì tất cả bát cứt này là chúng tôi ăn hết trừ thằng Giang đấy nhá. Chào tất cả các con vợ. Ngày hôm nay là mình đang ở trên Mộc Châu. Nhiệt độ hiện tại đang vào khoảng tầm là 15 độ. Và dự báo đêm nay là sẽ vào khoảng là 7 đến 8 độ. Thì bây giờ là anh em đang ăn trưa. Xuất phát từ Hà Nội là lúc vào khoảng 6 giờ sáng. Nhưng mà đường rất là mù. Đi rất là khó mà bây giờ đang là vẫn đang mù. Đây mình cho các bạn xem mù như này cơ mà. Đấy, không nhìn thấy gì cả. Thấy chưa? Đấy, chính vì mù như này cho nên là đi rất là chậm, nhiều khi mà muốn đi nhanh cũng không được. Thì bây giờ anh em là lên đây để ăn lẩu cá tầm để được thưởng thức buổi trưa. Đây là đang là bữa ăn của anh em đây. Đây. Đừng xả vào đồ ăn luôn, không xả mặt luôn. Đấy thì đây, anh em hướng dẫn cách gói không? Đấy. Anh em cảm giác là rất là lạnh. Đấy, anh em đang ngồi đây. Lạnh thật đi. Cái lạnh nhá. Đâu rồi này anh. Lạnh không? Lạnh không? Lốn cái lạnh ạ. Còn 1 cm. Lạnh không? Lạnh. Sùn hết. Đấy. Lộn cái lành. Lộn cái lành. Đấy á. Cái mù tạt đâu nhỉ? Lạnh lắm. Nhìn trâu xuống tóc giả chứ lạnh không. Em đấy. Đấy, táng trước đi. Táng trước à? Đút vào mồm đi. Đấy. Đây là món lẩu cá tầm và cuốn lá cải. Cá hồi. À cá hồi. Ăn trâu. Lấy giờ. Đấy nhá, đây là những người lái xe thì phải uống Coca. Còn những người không phải lái xe như mình thì được phép chấm là mình sẽ chấm uống rượu. Bây giờ tí nữa về đến cái homestay thì mình có gì hay mình sẽ quay cho các bạn xem tiếp nhá. Bây giờ thì thôi nhá. Chào tất cả các con vợ. Bây giờ mình đã lên đến Mộc Châu. Và địa điểm mình đến là trạm homestay. Và bây giờ là vào khoảng 2 giờ chiều. Và mình đi từ lúc 6 giờ. Chứng tỏ là 7 tiếng mới gọi là lên đến nơi. Và vừa rồi là mình cũng có nhậu qua. Và bây giờ đã lên đến nơi. Và thời tiết bây giờ đang là khá lạnh. Nhiệt độ vào bây giờ khoảng 11 độ C. Và dự báo tối nay đêm này là vào khoảng 7 độ C. Nhưng bây giờ là mặc dù là 11 độ C nhưng mà anh em đã phải dùng đến đốt lửa. Đây. Đấy. Bây giờ anh em ý kiến cảm nhận của anh em sau khi lên đến trạm homestay tại Mộc Châu. Trạm homestay hiện tại thì anh em đang nướng chim sưởi. Đấy, nói chung là ở đây thì đấy mang mẹ cả chầm hương ra đốt đây này. Giới thiệu các bạn nha, đây là cả một cái chầm hương. Một cái chầm hương rất to. Đốt đi, để lại làm gì. Nhưng mà nó tiếc. Riêng anh em rồi. Sừng trâu. Chầm hương đấy cái nặng quá này. Tiếc quá. Bây giờ đến nhân vật này. Chứ là cảm nhận là đến cái là thấy là có rất nhiều thứ cháy. Đấy, đại ca chuyển đi. Tôi phải chạy vì là bạn lửa nó bốc một người này. Nhiều thứ đẹp. nhiều thứ rất là đẹp luôn, mà đúng là mùa đang hoa cải mọc gọi là dợp trời luôn, phê vô cùng luôn. À không, khu này là khu hoa cải đẹp nhất đấy. Ừ đấy, hay quá. Nguyên cánh đồng hoa cải. Đây. Rất đẹp. Bướm đẹp. Hoa đẹp. Hoa đẹp. Nhà đẹp. Đẹp. Rất đẹp. Nói chung là đẹp. Đẹp. Chủ thì mẹ này tiếc nhiều đó. Tiếc mở trầm hương. Chủ hôm Tây không đẹp à? Chủ hôm Tây không đẹp. Chủ hôm Tây không đẹp à? Như cứt. Các bạn thấy không? Mọi thứ đều đẹp, mỗi chủ hôm Tây như cứt. À, chủ hôm Tây luôn. Đây của em chủ hôm Tây. À. Giới thiệu với các bạn nha, đây chủ hôm Tây. Anh ấy từ Lào về. Sapa khập hay. Khập luôn. Tôi sẽ dịch ra bởi vì chủ hôm Tây là người Lào. Anh ấy bảo là trên này tuy lạnh nhưng mà anh ấy tiếp đón rất nhiệt tình, nhưng mà anh em vẫn bảo là tiếp đón như cái đồng ngoại. Đấy cho là mới gặp cái ca mà dịch ra nhiều thế. Thế thôi nhá. Tí có gì hay lại quay. Nhựa không muốn còn. Đây là hoa mận, cây mận. Đây. Trồng phát trực tiếp nha. Không. Đây là quay thôi. Về phát trực tiếp thì nó không nét, mà về làm vlog thì nó mới nét. Đấy, đây, tôi đang đứng là độ cao hiện tại so với mặt nước biển là 1217 m. Và nhiệt độ hiện tại đang là khoảng 11 độ C. À, anh em lên đây thì khá là lạnh. Nhưng buổi tối nay thì ở tại... Có thể có tuyết rơi. Không, tuyết rơi thì không rơi nhưng có thể đóng băng. Thế nhưng mà cái bếp này này là tối nay bọn tôi sẽ làm một con bê vào khoảng là 30 cân. 2 con gà nướng mật ong. Lôm cái bê. À đấy thì nó bảo là bê à thôi không nói lịch sự, mình vlog bây giờ mình phải giữ hình ảnh. Ừ, giữ hình ảnh. Đấy. Ở xung quanh đây là như này nhá. Đấy, mang mic đi nhưng mà đéo dùng đến. Làm cho cưới đến hạ. Thế thôi à? Về cắt tiếng đi. Cắt tiếng à? Quay thôi nhỉ? Quay thôi. Quay. Ok. Rồi nhá. À, đây là cái view ở trên một cái phòng homestay tại trạm homestay cao nhất. Tôi vừa đi các cái bậc này, rất là mệt. Đấy, cả lò thấy cái view ok không? Hoa mận, hoa mơ, hoa cải coi như là cái trắng rừng nữa. Mát không? Quá mát. Mát nhưng mà thực ra lạnh sun mẹ vòi rồi. Đấy. View rất là đẹp. Đẹp cá. Đẹp cá à? Đẹp cá. Đẹp cá không? Đây, cái gọi là cây mía này. Đây cái bậc này, tôi leo về sao tôi thở này. Đấy. Nó đi tít từ dưới kia đi lên các cái bậc này. Mà các bạn thấy không, tôi leo coi như là từ cái chỗ đất bằng là cái chỗ hoa mận ở dưới kia kìa. Mà phi tận đây, ôi trời ơi, tính ra khoảng hơn cây. Mà cả cái homestay này đều là cái đất của nó luôn. Xanh gì luôn. Nhìn lá đây không phải lá can. Đây. Tôi sẽ review trước một căn. Căn này có gọi tên là nhà ban, có nghĩa là hoa ban. Đấy. Bây giờ đang đi xuống. Đấy. Nhà ban đấy nhá, gọi là hoa ban. Đấy, view ở đây. Bàn đây. Đấy, anh chủ homestay đang đáy tưới cây. Chủ homestay đang tưới cây. Đấy, view đây, ghế đây để ngồi. Ngồi đây xong rồi bắt đầu là cà phê, cà pháo, ăn mì, ăn mọt, view ra kia. À, chính là tối này đấy. Đấy, tối ngồi dưới này luôn này, tối ngồi đây luôn này, đẹp phải view nào. Đấy, tối ngồi đây này. Còn chỗ này có thể ngồi nướng BBQ này, ăn lẩu này hay là uống rượu đấy. Xong ngắm đủ thứ này. Nào bây giờ để view cái nhà nhá. À, xin giới thiệu đây là phòng của tôi nhá. Tối nay tôi bánh sập sàn đây. Bánh sập sàn. Tối nay tôi mới là con này động phòng hoa trúc này bà con. Kìa có con vợ cái đang nhòm kìa. Đấy, xem này ấm nhá. Nhưng mà vẫn có điều hòa nhé các bạn nhé. Mặc dù trên Mộc Châu rất là lạnh nhưng mà chả hiểu sao trang bị điều hòa thì chắc để nói cho có. Là, tối mà lệ nhau mà nhìn ra giới thiệu cho anh em này, không đàn view kia này. Đây gọi là nhổng đi. Đây là nếu mà đêm mà ngủ đây là bóng bao bên cửa sổ đấy nó. Ra đây là đầu giường đây nằm nhá, nằm ở đầu giường đấy nhá. Thì đằng sau là đồi núi. Rất chắc chắn đấy. Có khi mà kiếm ở phòng to anh em ngủ chung được nhỉ? Phòng dưới anh em phòng ngủ chung đi cho vui. Đấy. Tối thì ngủ gì, quan trọng đánh bài không đấy, vấn đề là thế. Đấy nhá, đây là gương mặt chủ homestay nhá. Anh đang tưới nước. Mặt gì đã rất khốn nạn. Ôi ôi, mẹ nó hắt đầy nước mặt tôi rồi. Mất dạy. Trồng cả cây hoa lan này. Bây giờ xuống review căn này nhá. Đây là căn hoa ban rồi, không biết căn này căn gì. Thế đi xuống đi. Em đến nhà số 4 nhất, em cứ đến đấy đi, xong rồi anh bảo đây. Tiếp tục đây người ta gọi là nhà mơ. Vừa rồi mình nhà ban là hoa ban rồi, đến nhà mơ có nghĩa là hoa mơ. Đây thì vào đây. Bên này giường to hơn. Giường bên này thì phải ở phải được 3 người một giường. Vị trí là chỗ này được ở 6 người. Đấy. Tất nhiên là căn nào nhà nào thì cũng có cái phòng toilet, tắm rửa, ỉa bệnh, ỉa đái các kiểu, ok. Đấy, có cả dép đi trong nhà. Toàn bộ đều là bằng gỗ thông, gỗ sồi. Rồi, bây giờ đi xem nhà bên này là căn gì ngay bên cạnh thôi. Đây là căn nhà mơ rồi. Bên này là căn nhà gì? Mận. Mận à? Đấy. Đấy. Nhà Mận này đang có người nhá. Đấy, thì mình chỉ cho các bạn nhìn thấy chữ nhà Mận này thôi. Đấy. Thì các căn nó cũng dưa dứa như nhau. Có còn tí nữa chúng mình là ở một cái căn gọi là căn hội đồng. Phòng hội đồng hay còn gọi là căn nhà chung. Thì ở được khoảng mấy chục người cơ. Thế rồi nhỉ? Thôi nhá. Đó có dây sạc này. Bây giờ là tôi sẽ review căn phòng người ta gọi là căn phòng uống trà. Đi vào phòng uống trà em nhà này. Mời. Đang đi xuống lời đấy, để anh để gọi lại em đến đúng chỗ chưa vào thử phòng này xem nào. Đấy, phòng anh em ngồi tâm sự được không? Tâm sự đấy, có cả laptop cho anh em xem phim. Laptop này. Đây đại ca vào phòng ngủ bên cạnh này. Đây. Tối đại ca làm đây nhỉ? Đấy. Đại ca làm đấy nhỉ? Thích thì đại ca mở cửa ra. Ai à, được đấy. Cũng ra gì đấy. Đấy, cửa sổ đây nhìn ra ngoài này. Đấy. Ở đây là decor theo kiểu phong cách cổ, rất là mộc. Đấy. Chỗ này uống trà, uống rượu cũng được, rất là ấm cúng. Hiện tại bây giờ đang là vào khoảng 6:30 tối. Thời tiết bây giờ xuống rất lạnh, nhưng mà anh em chúng tôi là vẫn có một cái bếp lửa để chuẩn bị nướng gà, cho nên là vẫn là khá là ấm. Và nhiệt độ bây giờ đang vào khoảng là 12 độ C. Đấy. Không khí về đêm thì rất là lạnh, nhưng mà ở đây vẫn là đẹp. Tí nữa chỗ này sẽ là chỗ để chúng tôi ăn uống tưng bừng. Đấy. Đây là những gương mặt rạng rỡ. Đấy. Ấm cúng. Còn bên kia đang đang ăn ba cây. Lít với cả cái gì? Xin chào các bạn và các vị. Hiện tại bây giờ đang vào khoảng là 7:30 tối. Và anh em chúng tôi đang ngồi bên không hết không về. Đúng rồi, bên bếp lửa hồng. Đây là món gà nướng móc mật. Đấy. Đây là món cu nướng lửa. Cu nướng lửa. Đây, hôm nay thầy Châu tẩm còn răng màu nướng. Đây. Đây là gà nướng móc mật. Gà là cuốn lá chuối nướng. Có phải con gà này chính là ở trong cái bếp này đúng không? Đúng rồi, lúc ấy là ủ vào đấy. Là than thủng nó ở bên ngoài cháy hết cả lá chuối là ra con gà dư này. Ok. Đấy, nhưng mà vẫn ngon đúng không? Bây giờ tôi sẽ quay cho các bạn xem là về cái mâm cỗ của chúng tôi. Đấy. Đây, mâm cỗ của chúng tôi đây. Trời ơi. 2 chai La Vi to là rượu này, là rượu này táo mèo. Đấy. Apple mèo mèo. Apple mèo mèo. Ý da. Đẳng cấp chưa? Đấy, trong anh em chúng tôi nhậu bên bếp lửa nhá. Là nó cũng tuy nó cũng không phải là ấm lắm, nhưng mà nó cũng là xua tan được cái giá rét, nhiệt độ 12 độ C ở tại Mai Châu, Mộc Châu. Đây. Đây là cái view tí nó ăn nhậu xong là chúng tôi sẽ vào cái homestay kia nghỉ. Đấy, rất là đẹp. Ở bên anh em mình vào làm kiểu ảnh nhỉ? Ngồi mâm đã. Ngồi vào mâm à? Hay đứng đây. Đứng đi. Đứng quay cái mâm này. Đấy, đứng đằng sau mâm này là đẹp nhất này. Sau cái đằng sau ở cái nền đằng sau ấy là cái nhà. Để cho xin kiểu ảnh nào nhỉ? Đứng lộn xộn được, đứng dàn hàng ra, đứng quay mông lại được. Chép trâu rồi. Đấy, xếp đồ ạ. Thế tất cả đều đứng, riêng Thành đau chân mày ngồi à? Mới xong được nhiều ba cây quá, tiền nặng sẽ cả bạc làm mớ gì. Thôi bây giờ để đứng hết vào đi, đại ca chụp trước nhá. Để ca chụp cho. Thành ơi, mời anh Thành ăn cứt ra. Ôi giời ơi. Giới thiệu với cả lò, đây là món cứt. Vì sao gọi là món cứt thì ở đây người ta gọi là món lợn bịa. Không, món này là món cứt chân thế. Cứt chân thế. Thế là đây là quán chân thế, nhưng gọi là cứt chân thế. Ok. Đây, em mà mời anh em. Là Thành ơi. Hôm nay lái xe mời anh em. Hôm nay là Thành này là một cây rượu nhân dân, thế nhưng mà vì phải lái xe cho nên là đành hôm nay chỉ ăn cứt thôi, không uống rượu. Đấy. Nguyên mát. Thế bây giờ Tùng giới thiệu qua về món cứt này đi. Cái này làm từ gì hả? Món cứt này làm từ lòng. Alo, ai vậy ạ? Mà trong lòng có cứt. Em mới nhầm đấy. Anh em thích cứt để lòng yêu em. Ở chỗ các anh ấy cứt vào miệng ạ. Đấy nhá, đây là món cứt dê các bạn nhá. Bịa. Giới thiệu với cả lò, đây là anh Trung Mộc. Cả lò đấy. Vì sao gọi là Trung Mộc? Vì anh gọi là trên Mộc Châu thì gọi là Trung Mộc. Trung Mộc Châu nói tắt, nói nhanh đấy. Còn đây là em gì nhỉ? Em tên Trung. Cũng là Trung. Thế là đây là Trung to và đây là Trung nhỏ. Đấy. Và ngày hôm nay là hai Trung này là giới thiệu cho chúng tôi là ăn cái món cứt. Đấy, một cứt dê, cứt trần thế, cứt trần thế, cứt mộc, cứt mộc xanh lét. Thế anh cho ta cả lò khán giả của kênh Vlog Chim Đi Khám biết là cái cảm giác của anh sắp được ăn cứt nó như thế nào. Nói chung là món này thì ăn nhiều rồi, em ăn nhiều rồi, em thấy cứt ngon, cứt ngon. Đấy, anh để cho khán giả biết là chuẩn bị ăn cứt thì nó như nào. Em để ăn cứt ra. Để ăn cứt à? Thế nhưng mà thấy mọi người bảo cứt trần thế thì ngon. Ngon không ăn. Ngon không ăn à? Đấy nha, thế thì tất cả bát cứt này là chúng tôi ăn hết trừ thằng Giang đấy nhá. Rồi nha. Ok. Ngọc có phải nuôi tránh ra một tí đi em. À. Ôi trời ơi, đây là một vị du khách đến từ Hà Nội. Anh đang thưởng thức món cứt chẩm chéo. Anh có thể cho biết là cái món cứt này nó ăn như thế nào? Nói chung là mình ăn rất nhiều cứt rồi. Nhưng mà lần đầu ăn cứt trần thế. Cái vị nó cũng khác đấy. Khác à? Cái vị nó như nào anh cho khán giả kênh Vlog Chim Đi Khám biết. Nó the the bạc hà. À, thế này bạc hà, tức là cứt kiểu bạc hà. Đúng rồi, không, tôi nghĩ là ông Trần Thế này là ông ăn bạc hà suy gom nhiều. Nên là cũng nuôi bạc hà. À, ok. Đấy. Đấy, anh cho biết cái cảm giác cứt bạc hà nó như nào? Anh cứ cho trả lời phỏng vấn thật vì đây là kênh truyền hình thực tế. Cứt bạc hà mát mát. Mát mát à? Để em hốc thử ra xong rồi. À, đây. Ui. Hốc được, hơi bùi. Nó hơi bùi nhùi tí. Ăn cứt nó hơi đắng anh ạ. Ôi rồi mẹ tưởng thế nào. Đây là mâm rượu nhá, chứ không phải mâm coca bên này nhá. Vẫn rượu nhưng mà phải bùi tí coca vào. Ok. Vẫn là tí coca quá. Châu bên này, chỗ này là à, châu bên này. Mời chấm rượu. Mời rượu anh. Mời du khách Châu ăn một cứt. À, cái này không phải cứt. Cứt đấy. Cái này là không. Pia, nhưng mà pia chê. Ở đây người ta gọi là cứt trần thế. Không, đây là pia chê. Anh không. Cứ cầm cho này. À, chúng tôi hông anh nhá. Có gì chúng tôi lại quay sau nhá. Thế thôi nhá.